theo mỗi người, nhưng mà chủ yếu là Kỳ có lòng từ bi thương tất cả mọi người, người Việt, người của nước ngoài, người Mỹ gì Kỳ cũng thương hết. Những lời Kỳ nói đều có hữu ích cho xã hội Kiệt mới nói, còn nếu không có hữu ích cho xã hội, dầu cho Kiệt bất lợi mà có lợi cho anh, Kiệt cũng nói. Kiệt cũng không bao giờ là gây quỹ hay chính trị hay thích nổi tiếng gì, cũng không có thuộc về phe phái nào hết. Là một cái mối hàng, hàng dân tộc, hàng gắn để cho một cái thời đại hòa bình, để Phật xuất hiện. Gọi là vua Dị Đoan hay sứ giả hòa bình cũng được. Vua Dị Đoan. Nghe anh nói cái việc mà gọi là với mấy viên thuốc đó thì coi như là COVID sẽ trở thành một cái thứ cúm mùa mà thôi. Làm tôi nhớ tới cái lúc mà cách đây 2 năm, lúc đó mới bắt đầu COVID thì ông Trump cũng đã nói là COVID sẽ là cúm mùa, thì đã bị chửi tan nát và gần như là tôi cũng vì cái đó mà bị mất chức luôn. Bây giờ đây thì báo chí cũng bắt đầu phải nói tới cái đó là sẽ phải chấp nhận nó như là thứ cúm mùa rồi. Yes, nó sẽ stay với mình. Thì cho nên Kiện nói trúng. Và Kiện có cái clip, Kiện nói cái con corona này á, là viết tắt chữ C á, là China Organization là của Trung Cộng, đúng không? COVID là in China, là nó đi từ Vũ Hán ra. Chữ COVID viết tắt là từ năm 2019. Thì thời đó đâu có ai nói là, tới ngày hôm nay Kiện vẫn nói cái đó là mấy vị nói là của Trung Cộng nó sản xuất ra. Nó hại thế giới. Nhưng nó không bao giờ nó nghĩ là cái gì á, có lợi và có hại ngược lại. Tên hôm nay cũng con COVID là giết nó, làm cho thế giới tẩy chay nó đó. Bạn Thiên Việt nói là chỉ có 3 từ là con tinh chú. Hết. Cảm ơn Kiệt rất nhiều. Cảm ơn anh Kiệt. Cảm ơn ông vua Dĩ Đoan. Hôm nay chúng ta có thêm một ông vua vừa mới lên ngôi. Bị chửi quá. Vua Dĩ Đoan. Người kia nói ok anh là giống như vua Dĩ Đoan. Bữa... như gì đâu luôn cho rồi. Để giờ ta bớt chửi. Có bạn này là đặt cái câu này hơi khó nghe chút xíu nha anh. Thác thân hay là thác thân gì đó. Ôi chú thật tài, sao chú không giúp nước Mỹ chút xíu? Hình như anh đóng thuế cho nước Mỹ cũng hơi nhiều. Một năm chú đóng thuế cho Mỹ cũng khiếp, là cả chục triệu. Vậy là nó hơi chút xíu. Chú là đang làm gì với mạch? Thì bây giờ ở trên thế giới mấy cái điện thoại mình đang xài là mấy con chip là hãng Việt làm. Thì chú đã phục vụ cho nước Mỹ rất là nhiều, cho Intel, cho Samsung, cho TSMC là hãng Đài Loan, là đó là nghề của chú. Chú đâu có lấy đâu, nhờ 40 năm rồi, chú cũng mệt rồi. Giờ chú không có làm nữa, chỉ là đi vòng vòng coi chỗ nào cần giúp gì thì mình giúp. Chứ không có còn đứng ở hãng nữa. Cảm ơn anh. Ông vua Dị Đoan có một chút xíu thời gian với chúng ta. Bây giờ thì thả lại anh cho cái công việc của anh với ngày hôm nay với bạn bè của anh. Anh cho một lời chào với mọi người, thưa ông vua Dị Đoan. Xin kính chào và cảm ơn khán giả của anh Lân Phú Âu Sa. Hôm nay Kiệt đang ở miền Nam Cali, chúc lái xe về. Thì anh phỏng vấn đột xuất về chuyện miếng thịt bò. Thì Kiệt nghĩ nó cũng bình thường, nhưng mà có thể là không đúng người, không đúng lúc. Mà nhất là người Việt trong lúc này rất là nhạy cảm. Tại cái lòng người rất là gọi là không có tịnh đó, không có chịu tu, nên tâm không có tịnh. Thì hãy cái gì lên mạng chút xíu là náo động vậy á. Thì cho nên mong tất cả các bạn trẻ và bạn lớn gán ngồi thiền để cho là mọi chuyện lớn thành chuyện nhỏ quá không. Đó là cách tu tập là vậy. Còn nước mình giờ đâu có biết tu, mấy thầy không chịu dạy, cho nên giờ lên mạng cái gì cũng náo động là vậy. Còn rất nhiều chuyện cần okay, nói chuyện với anh. Kính chào. Nhưng mà có lẽ là sẽ gặp anh trong nhiều lần tới nữa. Chào anh Kiệt, chào mọi người.